Huawei đặt lịch ra mắt TV 5G đầu tiên trên thế giới. Huawei, tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông lớn nhất thế giới vừa lên kế hoạch sẽ mang công nghệ 5G lên các sản phẩm TV ngay trong năm nay theo một báo cáo từ Nikkei Asian Review. Trong bối cảnh sự đề cao về an ninh, bảo mật ngày càng gia tăng từ Mỹ và đồng minh đối với các sản phẩm của công ty, TV 5G được cho là sẽ hỗ trợ chuẩn phân giải cao nhất trên thế giới tại thời điểm hiện nay, 8K, cho phép Huawei cạnh tranh sòng phẳng với Samsung, Apple và các nhà cung cấp lớn khác trên thế giới. Báo cáo cho rằng công nghệ 5G được áp dụng trên TV sẽ mang lại tốc độ đường truyền internet nhanh gấp 100 lần so với hệ thống 4G sẵn có. Điều này cho phép người dùng dễ dàng tải về các nội dung nặng như chương trình học bằng thực tế ảo, VR, video 360 độ, phim trên ảnh độ phân giải lớn. Một trong những tiềm năng khác của TV 5G là nó sẽ không yêu cầu cáp quang hay hộp giải mã, vốn không phù hợp với các dịch vụ truyền hình cáp hoặc vệ tinh theo yêu cầu truyền thống. Báo cáo cho biết TV 5G cũng có thể đóng vai trò là trung tâm, kết nối với tất cả các thiết bị liên kết Internet khác trong nhà. Báo cáo từ Nikkei được gửi đi trong bối cảnh chính quyền của ông Trump đang tiến hành chiến dịch cấm vận thiết bị 5G của Huawei trên toàn thế giới vì những lo ngại về an ninh, bảo mật. Bất chấp áp lực từ Mỹ, Huawei tính đến nay đã ký thành công 40 hợp đồng xây dựng và vận hành mạng di động 5G trên toàn thế giới, theo lời của Chủ tịch Luân phiên Ken Hu Hu Kun tại Hội nghị Thượng đỉnh Phân tích Toàn cầu của Huawei tại trụ sở ở Thâm Quyến trung quốc nguyễn nguyễn